Đây, số cánh quạt của dân thể rồi con. Dân thể 100, dân thể từ 1 đến 100 đến 10 này có cánh quạt hết nha. Đây là dân thể 5 nè. Cánh quạt phốt có đầy đủ nha. Dân thể 5. Dân thể 4 nè. Phốt đồ và quạt đồ đầy đủ. Đây là cái trứng của nó. Phốt đủ nè. Cánh quạt dân thể 5, dân thể 4, dân thể 1, thể 2. Tất cả đều có cánh quạt. Đây cánh quạt dân thể 5 siêu mỏng luôn. Cái này lực nén cao nè. Ghê thiệt, này lực nén dữ lắm. Thứ 5. 5 với 4 lần thứ à, đã nó còn bị nén. Bự nhỏ nhưng mà đủ nén giống nhau á. Không phải nén là giống nhau. Bự chừng nào là nén dữ vậy đó. Ừ. Cũng tắt là cái quạt thường nè. Giống hệt cái thường mình thôi. Nhưng nó có cái bát giữ nước nữa nè. Thường mình cũng có mấy chân này nhưng mà không có cái này. Bằng nhau à? Bằng 100. Còn gì thứ hai cái? Còn thứ hai cái? 5 4 4 5 2 cái 4 cái đúng không? 5 2 cái 4 2 cái. 5 với 4 nó sẽ 5 nó sẽ chuộng nhiều hơn. 5 thì dễ hay nó sẽ nhiều hơn. Tại đâu bán 2 mẫu à, 5 với 4 à. Nhưng trầm được quán khác đâu. Tại đâu bán mấy 3 mẫu rồi, mấy 3 thứ đó.